cuộc phẫu thuật tước bỏ linh hồn giành giải thưởng Nobel, kinh hoàng biến hàng vạn người Mỹ thành xác sống. Bạn có tin vào sự tồn tại của linh hồn không? Vào khoảng 90 năm trước, hai nhà khoa học người Mỹ đã phát minh ra một phương pháp phẫu thuật tách linh hồn chỉ với $25. Phương pháp này có thể chữa khỏi cho một số bệnh nhân tâm thần chỉ trong khoảng 10 phút. Họ thậm chí còn nhận giải Nobel năm 1949. Nhưng điều này đã trở thành một trong những vết đen lớn nhất trong lịch sử giải Nobel, bởi nó khiến hàng trăm nghìn người Mỹ trở thành những xác sống. Phương pháp phẫu thuật tách linh hồn được thực hiện như thế nào? Liệu họ thật sự có thể tách rời linh hồn của con người hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Phẫu thuật thủy não. Bộ não của con người là một khu vực rất kỳ diệu bởi những vị trí khác nhau sẽ thực hiện những chức năng khác nhau. Các nhà khoa học đã chia bộ não con người thành 4 vùng. Vùng phía trước gần trán được gọi là thùy trán, phía sau đầu gọi là thùy chẩm, phần chân giữa gần đỉnh đầu gọi là thùy đỉnh và phần dưới giữa gần tai được gọi là thùy thái dương. Có thể thấy rằng các nhà khoa học cũng rất nhân văn, làm mọi thứ thuận tiện nhất có thể. Trong nhận thức chung, linh hồn của con người cư trú trong thùy trán, vì khu vực ấy quản lý cảm xúc, nhận thức, cảm giác đau và hành vi của con người. Những điều này chính là hình thức biểu đạt của linh hồn nhân loại. Vào khoảng thập niên 30 của thế kỷ 20, khái niệm phân khu não còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, thông qua những sự tình cờ, con người đã hiểu rõ một phần chức năng của thùy trán. Thông qua việc can thiệp vào thùy trán, một nhà khoa học đã tìm ra một phương pháp điều trị nhanh chóng cho các bệnh nhân tâm thần. Thậm chí nhờ đó mà ông được trao giải Nobel. Chỉ có điều, lần trao giải này đã trở thành một phần lịch sử đen tối mà Nobel mãi mãi không muốn nhắc đến. Để hiểu câu chuyện này, cần phải bắt đầu từ bối cảnh thời đại lúc bấy giờ. Vào những năm 1930, Mỹ đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Cứ 4 người thì có một người thất nghiệp. Trong hoàn cảnh đó, xã hội Mỹ trở nên vô cùng hỗn loạn với sự gia tăng của các vụ tội phạm bạo lực, càng làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn xã hội. Nhiều người dân lúc này không còn nhìn thấy hy vọng cho tương lai. Đối mặt với khó khăn trong việc đảm bảo cuộc sống tối thiểu, họ càng không thể chăm sóc cho trẻ em và người già, khiến nhiều người đã phát sinh các vấn đề tâm lý dưới áp lực nặng nề. Theo thông tin, chỉ trong vòng 6 tháng, Mỹ đã có thêm hơn 900.000 bệnh nhân tâm thần. Số lượng lớn bệnh nhân tâm thần đã gây ra cú sốc lớn cho hệ thống y tế lúc bấy giờ. Các bệnh viện tâm thần thì chật cứng và do phương pháp điều trị hạn chế, các bác sĩ cũng không có giải pháp tốt nào mà chỉ có thể để bệnh nhân từ từ điều trị trong bệnh viện. Một số bác sĩ thậm chí vì vậy mà tâm lý bị sụp đổ, trở thành người mắc bệnh tâm thần. Các bác sĩ trong bệnh viện cho rằng cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách, nên bắt đầu sử dụng một số biện pháp bạo lực để điều trị, chẳng hạn như gây mê, sốc điện, trói buộc hay đánh đập. Họ dùng phương pháp này để hành hạ bệnh nhân đến kiệt sức, khiến bệnh nhân tự nhiên không còn phát điên hay cuồng loạn nữa. Chỉ có điều, phương pháp này lại là sự tra tấn đối với bác sĩ và đối với bệnh nhân thì lại là một nỗi đau khó có thể chịu đựng. Tuy nhiên, tình trạng đôi bên cùng thua này rất nhanh chóng đã được cải thiện vì có người phát minh ra một phương pháp điều trị ngắn hạn, hiệu quả nhanh lại không tốn chi phí. Phương pháp này được gọi là liệu pháp phẫu thuật phá thùy trán. Cảm hứng cho liệu pháp phẫu thuật phá thùy trán đến từ hai con khỉ đột. Vào thời điểm đó, một nhà thần kinh học tên là John Fulton để nghiên cứu vai trò của các vùng chức năng trong não đã bắt đầu thí nghiệm với hai con tinh tinh. Hai con tinh tinh này rất dữ dội, có ham muốn tấn công mạnh mẽ. Trong một lần thí nghiệm, Fulton đã phá hủy vỏ não trước của hai con tinh tinh. Kết quả là tính cách của chúng đột nhiên trở nên hiền lành và ngoan ngoãn. Sau một thời gian quan sát, ông phát hiện ngoài việc thay đổi tính cách thì tinh tinh dường như không có tác dụng phụ nào khác. Do đó, Fulton đã rút ra kết luận rằng cắt bỏ vỏ não trước có thể làm cho tinh tinh trở nên hiền lành. Phương pháp của ông có thực sự hiệu quả, nhưng đối tượng quan sát của ông là tinh tinh và trí tuệ, cảm xúc cùng hành vi của chúng có sự khác biệt lớn với con người.
Vì vậy, nếu áp dụng một cách bừa bãi lên con người, chắc chắn sẽ mang lại nhiều rủi ro. Chỉ có điều vào thời điểm đó, con người đã không còn quan tâm đến những điều này khi đối phó với các bệnh nhân tâm thần. Vậy liệu phương pháp trên có tác dụng nào đối với con người hay không? Một cuộc phẫu thuật tách linh hồn từng đoạt giải Nobel chỉ cần nửa giờ và tốn $25 có thể khiến những bệnh nhân tâm thần cuồng loạn trở nên hiền lành và ngoan ngoãn. Nhưng tại sao phương pháp này hiện nay lại bị cấm và trở thành một phần lịch sử đen tối của giải Nobel? Phương pháp phẫu thuật tàn nhẫn. Một bệnh nhân trầm cảm tên là Allen có xu hướng tự làm hại bản thân rất mạnh mẽ, đôi khi còn tấn công người khác. Trong trường hợp điều trị tại bệnh viện tâm thần không hiệu quả, vào năm 1946, gia đình đã đưa anh đến phòng khám của bác sĩ Walter Freeman. Bác sĩ Freeman được cho là có một phương pháp điều trị tâm thần đặc biệt. Chỉ cần phẫu thuật thành công thì tỷ lệ khỏi bệnh gần như đạt 100%. Freeman đã nhiệt tình tiếp đón và nói với gia đình của Allen rằng nếu không ngại, họ có thể qua đường đến quán để uống một tách cà phê. Sau khi trở về, họ sẽ có thể chào đón một Allen hoàn toàn bình thường. Khoảng nửa giờ sau, cả gia đình quay lại phòng khám. Ca phẫu thuật của Allen quả thật đã hoàn tất. Lúc này, ngoài việc tinh thần có vẻ uể oải thì mọi thứ của Allen đều bình thường. Anh không còn cáu kỉnh, tâm trạng rất ôn hòa và cũng không còn có xu hướng tự làm hại bản thân. Gia đình rất cảm ơn bác sĩ Freeman và cho rằng ông đã cứu sống cả gia đình. Tuy nhiên, họ không biết rằng Allen lúc này đã hoàn toàn mất đi thùy chán. Linh hồn của anh đã bị cắt bỏ. Ca phẫu thuật mà bác sĩ Freeman thực hiện chính là liệu pháp phẫu thuật phá hủy thùy não được ông và Igas Moni phát hiện. Họ đã tìm ra cảm hứng cho phẫu thuật phá hủy vỏ não trước chán xuất phát từ phẫu thuật cắt bỏ vỏ não trước của khỉ đột của Fulton. Cả hai vị bác sĩ đều cho rằng phương pháp này hiệu quả đối với khỉ đột, thì đối với sự tương đồng về cấu trúc của con người và khỉ đột, liệu có thể áp dụng để điều trị các bệnh tâm thần cho con người không? Nếu phương pháp này có thể biến một người đang hung cảm, trầm cảm hoặc có xu hướng tấn công bạo lực thành một người hiền lành, ngoan ngoãn, thì chắc chắn gia đình bệnh nhân sẽ rất hài lòng. Sau 6 tháng chuẩn bị và thí nghiệm, Moni và Freeman đã thực hiện ca phẫu thuật phá hủy thùy chán đầu tiên trên thế giới. Quá trình phẫu thuật rất tàn nhẫn, họ cần gây mê cho bệnh nhân trước, sau đó cắt mở hai bên hộp sọ, rồi sử dụng một ống tiêm lớn để tiêm ethanol vào vị trí vỏ não trước của bệnh nhân. Bởi ethanol có khả năng tiêu diệt sợi thần kinh. Mục đích của họ là hoàn toàn phá hủy vỏ não trước của bệnh nhân. Hiệu quả của ca phẫu thuật là rõ ràng, bởi sau khi tỉnh dậy, tình trạng tinh thần của bệnh nhân quả thật đã trở nên ôn hòa hơn. Ngoài một số biểu hiện uể oải, dường như không có gì bất thường. Vì vậy, sau khi xác định ca phẫu thuật thành công, hai người bắt đầu quảng bá rộng rãi phương pháp điều trị này. Vô số bệnh nhân tâm thần đã trở thành những người hiền lành, dễ bảo nhờ phẫu thuật phá hủy thùy chán. Còn Moniz thì nhờ vào công nghệ y tế cứu rỗi thế giới này mà đã giành được giải Nobel năm 1949. Sau khi nhận giải, Moni đã trở thành một anh hùng nổi tiếng, được vô số người xem là thần tượng. Tuy nhiên, Freeman lại cho rằng ca phẫu thuật này vẫn còn có chỗ để cải tiến. Vì phẫu thuật khá phức tạp và tốn kém, việc quảng bá và phổ biến cũng gặp khó khăn, nên Freeman đã phát huy tinh thần nghiên cứu. Cuối cùng, thành công trong việc cải tiến phẫu thuật phá hủy thùy chán và sáng tạo ra phương pháp điều trị khác. Phương pháp này trước tiên là sốc điện cho bệnh nhân, sau đó dùng mũi khoan lạnh đâm từ mắt bệnh nhân vào vỏ não trước, rồi khuấy động mạnh. Quá trình trên sẽ phá hủy hoàn toàn chất xám và chất trắng trong não bệnh nhân, cực kỳ tàn nhẫn. Tuy nhiên, phương pháp mà Freeman vừa phát minh thực sự đã cải tiến ca phẫu thuật cắt bỏ thùy chán. Chỉ cần khoảng 10 phút với chi phí chưa đến $25 để hoàn thành toàn bộ điều trị, Freeman đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ phương pháp phẫu thuật cải tiến. Nhưng cũng chính vào lúc này, di chứng của ca phẫu thuật phá hủy thùy chán cũng bắt đầu xuất hiện. Những con người mất đi linh hồn. Với chi phí $25 lại có thể biến một bệnh nhân tâm thần cuồng loạn thành một đứa trẻ ngoan, khiến nhiều người có thể chi trả cho chi phí điều trị đổ xô đến để chữa bệnh. Tuy nhiên, những bệnh nhân đã từng trải qua phẫu thuật phá hủy thùy chán lại dần lộ ra những điểm bất thường. Bởi sau khi phẫu thuật, bệnh nhân mặc dù trở nên hiền lành, ngoan ngoãn nhưng lại mất khả năng biểu đạt cảm xúc. Dù người đối diện có giao tiếp hay kích thích, họ cũng không có bất kỳ phản ứng cảm xúc nào, giống như một kẻ ngốc, không có ý thức. Lúc này, gia đình họ có phần hối hận, muốn người thân mình trở lại như trước, nhưng việc phá hủy thùy chán là không thể đảo ngược. Một khi thùy chán đã bị phá hủy, thì không có khả năng phục hồi,
Điều này nghĩa là người thân của họ sẽ mãi mãi trở thành những xác sống, mất đi linh hồn. Nhiều gia đình bệnh nhân đã bắt đầu phản đối, nhưng việc phản đối và nghi ngờ đều vô ích. Bởi dù sao thì Moni cũng đã được chứng nhận bằng giải Nobel. Ngay cả em gái của Tổng thống Kennedy cũng đã trở thành bệnh nhân mất trí và liệt sau khi thực hiện ca phẫu thuật này. Thì người dân bình thường có tư cách gì để lên tiếng? Sau khi liệu pháp mới được phát minh, Freeman đã thay thế Moni và trở thành cơn ác mộng của bệnh nhân tâm thần. Vào thời điểm đó, Freeman đã trở thành triệu phú. Ông còn tuyên bố sẽ tiêu diệt hoàn toàn các bệnh tâm thần. Thật ra Freeman cũng biết về tác dụng phụ của liệu pháp mà mình phát minh. Tuy nhiên, ông lại hoàn toàn không muốn thừa nhận điều đó. Dù sao thì đây cũng là sự đảm bảo cho tài sản và danh tiếng của ông. Nhưng thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Freeman cuối cùng cũng gặp phải sự lựa chọn khó khăn. Vào tháng 7 năm 1946, con trai của ông không may bị chết đuối, khiến vợ ông vì vậy mà mắc phải chứng trầm cảm nặng. Bà đã yêu cầu Freeman sử dụng liệu pháp phẫu thuật thùy chán để điều trị do không thể chịu đựng nổi nỗi đau mất con. Nhưng Freeman vẫn không hành động, bởi vì trong thâm tâm ông biết rằng phẫu thuật này không chỉ lấy đi bệnh tật mà còn lấy đi cả linh hồn của con người. Dù vậy, ông vẫn không chủ động ngừng tay mà vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp này để điều trị tâm lý. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, có hàng chục nghìn người đã phải chịu đựng sự bức hại của liệu pháp phẫu thuật thùy chán mà trở thành những xác sống không có trí tuệ, dễ bị điều khiển. Mãi cho đến sau năm 1954, Mỹ đã tung ra nhiều loại thuốc điều trị bệnh tâm thần. Những loại thuốc này không cần phá hủy cơ thể mà vẫn có thể ức chế hiệu quả các bệnh tâm thần, nên rõ ràng đây là một lựa chọn tốt hơn. Sau khi những loại thuốc này trở nên phổ biến, liệu pháp phẫu thuật thùy chán mới rút lui khỏi sân khấu lịch sử. Chỉ có điều, những người bị thương do liệu pháp này không thể nào hồi phục được nữa. Họ đã mãi mãi mất đi linh hồn. Rõ ràng Freeman và đồng bọn đã không còn xứng đáng với hai chữ bác sĩ. Họ chỉ có thể được xem là những thương nhân thất bại. Sau khi bước vào kỷ nguyên công nghệ, con người luôn đặt nhiều câu hỏi vào sự phát triển của công nghệ. Nhưng nếu sự phát triển của công nghệ mà thiếu ràng buộc đạo đức, thì cũng sẽ chỉ trở thành một thảm họa. Bạn nghĩ gì về phương pháp điều trị tàn nhẫn này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.